Thưa quý vị khán giả, đến với giải Marathon Đất Sen Hồng năm nay, đối với nhiều runner, đây không chỉ là một sự kiện thể thao quy tụ 10.000 người tham gia, mà còn là cơ hội để chạy bộ, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên bình dị, khám phá nét văn hóa độc đáo tại Đồng Tháp. Tiết trời sáng nay khá là đẹp, mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên tăng tốc, bứt phá và tự tin về đích. Theo chân vận động viên trên hành trình chinh phục đường đua, phóng viên chương trình đã kịp ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, thú vị. Tất cả sẽ có trong phóng sự sau đây. Hai vận động viên luôn nắm chặt tay nhau trên suốt cung đường chạy dài nhất, cự ly 42 km. Ấn tượng nhất là dù chạy đua với thời gian, nhưng nam runner với bộ trang phục bà ba truyền thống, trên tay luôn cầm chặt đóa sen hồng cho đến khi về đích. Cốt lây bộ bà ba này là nói về người nông dân, sen là biểu tượng của Đồng Tháp, cũng muốn lan tỏa cái tinh thần này đến với tất cả mọi người, tất cả bạn bè. Ban tổ chức là tổ chức giải rất là tuyệt vời, từ khâu tiếp nước như các khâu chụp ảnh rất chu đáo, làm cho các vận động viên trên đường chạy rất là phấn khích, và bà con ở trên đường chạy cũng cổ vũ rất là nhiệt tình, rất là yêu bà con ở Đồng Tháp. Chọn cosplay một bông hoa sen nổi bật và mang màu sắc cá tính riêng, vận động viên này đã tạo được sự chú ý trên suốt đường chạy. Đây là hoa sen, và đây là nguyên cái thân sen, và đây là lá sen. Đây là một bông hoa sen của tượng trưng cho Đồng Tháp Marathon. Bộ trang phục này thì muốn gửi đến là sen Tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam, đẹp nhất có tên Bác Hồ. Thì hôm nay là chúng ta có chạy ngang mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, là thân sinh của Bác Hồ. Thì về Đồng Tháp thì chỉ có hoa sen để tượng trưng cho Đồng Tháp, nên là mình chỉ có lay về bộ đồ này thôi. Cung đường chạy của cự ly 21 km và 42 km đưa các vận động viên đi qua nhiều vườn xoài xanh mát ở thành phố Cao Lãnh, thủ phủ đất sen hồng. Không chỉ cảnh thiên nhiên hữu tình, người dân ở đây cũng cổ vũ nhiệt tình để ủng hộ tinh thần cho các runner thiết lập thành tích cao. Lúc 4 giờ sáng tới bây giờ thì chúng mình phát nước cho các vận động viên và tập trung cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. Thấy rất là phấn khởi khi mà trên gương mặt các vận động viên luôn nở nụ cười tươi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải marathon. Có nhiều điều làm tôi ấn tượng, như là người dân địa phương thân thiện, cảnh quan xung quanh rất là đẹp. Đặc biệt là tôi được trải nghiệm ẩm thực với nhiều món ngon ở đây. Giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp lần thứ 3 thành công khép lại với những màn chiến thắng của các vận động viên ở cả 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Hình ảnh có thể nói là đẹp nhất của mùa giải năm nay là vận động viên 87 tuổi, lớn tuổi nhất tại giải năm nay, chinh phục cự ly 10 km, về đích với nụ cười rạng rỡ, làm bừng sáng cả đường chạy. Tôi chạy mà quạt tay ra đằng sau đó mà chạy liên tục tập luyện như vậy đó, là nó không có mệt, cho nên tiếp tục chạy mãi. Chạy cái này đó là một mặt là để mình thực tế hóa cái rèn luyện của mình đó, cái rèn luyện của mình mà hãy mình rèn luyện càng tốt chừng nào thì càng sống lâu chừng đấy. Giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024 không chỉ gói gọn ý nghĩa và tầm dốc của một hoạt động chạy bộ tầm cỡ, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp độc đáo của xứ sở sen hồng, vùng đất giàu sức sống cũng như con người hiền hòa mến khách, trải rộng mênh mông những cánh đồng sen thơm ngát, những làng quê yên bình và thành phố hiện đại đang vươn mình căng tràn sức sống.